Mình đã bài trí xong căn nhà nhỏ trên núi. Tô Mộ chủ động chia cho mình một nửa. Mình biết anh ấy muốn sự giúp đỡ của lão Cao, nhưng mà con tim yếu ớt vẫn đập rất nhanh. Thời đã đến, muốn cản cũng không nổi. Tôi sẽ đưa cô về. Đây. Nhưng khi anh ấy muốn giúp mình lau vết nhỏ trên mặt, lại cười ngọt ngào như vậy, rốt cuộc là muốn thế nào đây? Bị sao vậy? Không có chút cảm hứng nào. Tô Mộ, làm giúp tôi một phần kem đi. Hả? Anh xem, đầu tiên là tôi đã làm kem cho anh biết bao nhiêu lần rồi, đúng không? Hai là cũng không biết bao giờ lão Cao mới tới. Bụng tôi đang trống rỗng, e là không thể uống rượu. Anh đang đánh gì vậy? Phải chia ra. Đánh thêm nữa. Đánh cho kỹ vào. Lòng đỏ và lòng trắng trứng phải đều vào nhau. Khuấy. Khuấy, khuấy, phải khuấy. Khuấy đều một chút. Được, kem tươi không đủ. Thêm chút nữa đi. Rồi, nhiều quá rồi, tém tém lại. Là ít quá rồi, thêm chút nữa. Được rồi, gần được rồi đó. Bỏ đường, bỏ đường. Thêm hai muỗng nữa. Khuấy đi, vừa khuấy vừa bỏ vào. Khuấy đều. Được rồi, đủ rồi. Một muỗng cũng được. Rốt cuộc làm thế nào? Như vậy là được rồi. À, làm xong đem qua cho tôi nha. Cũng không biết khi nào lão Cao mới tới nữa. Hay là cô ra xem thử đi. Cũng được. Sao lại bảo mình ra ngoài xem thử chứ? Anh ấy chê mình làm loạn nên đuổi mình đi thì có. Cô đừng nhúc nhích. Thank you.
Làm sao đây? Mau thay đi. Sao anh ấy lại phản ứng nhanh vậy chứ? Hay là mình phản ứng quá chậm rồi? Không thể nào. Mình là kiểu học sinh xuất sắc mà. Thông minh tính trời. Mình biết rồi. Con người anh ấy lạ lùng quái gở, không giống với người trái đất. Thơm quá đi. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Xui xẻo ám mình rồi. Vẫn còn đang bận sao? Cảm ơn anh cho tôi mượn áo. Nè, ăn một quả nho đi. Tôi nói anh biết, phải ăn nhiều trái cây vào, tốt cho sức khỏe. Không thể cứ ăn kem suốt, không tốt cho dạ dày đâu. Sau này buổi tối tôi sẽ làm kem cho anh. Ban ngày bụng rỗng mà ăn kem thì lạnh bụng lắm. Nào, ăn một quả đi. Đúng, vậy mới đúng chứ. Anh làm việc tiếp đi ha. Tôi tự mình chơi được rồi. Alo, cậu đang ở đâu vậy? Tôi tới bệnh viện thay thuốc, sao vậy? Phòng làm việc trên núi của Tô Mộ ở đâu vậy? Lát nữa tôi đi tìm cậu ấy, ở núi Tinh Nguyệt. Hay lát nữa tôi đi cùng chị? Không cần đâu, tôi gọi cho Tô Mộ được rồi. Được, vậy cúp máy nha. Nhất định phải dán lên sao? Đương nhiên rồi. Được, nghe theo em hết. Được, vậy lát nữa chúng ta đi xem phim đi. Hôm nay không được. Hôm nay anh còn có việc. Ngày mai anh tới tìm em được không? Không phải anh nói nghe theo em cả sao? Ngoan nghe lời. Đi thôi. Alo, em có ở phòng làm việc không? Vậy lát nữa chị tới tìm em. Alo. Alo. Ai vậy? Lão Cao sao? Cô xem cô làm gì này. Xin lỗi nha. Nhưng điện thoại của anh không giống nước sao? Không sao, tôi xử lý cho anh.
Cô đang làm gì vậy? Giúp anh sửa điện thoại đó. Bỏ vào đây một ngày là được. Một ngày? Lâu quá sao? Nhưng mà không sao đâu, tôi vẫn còn cách khác. Cô chắc chắn làm như vậy được chứ? Đương nhiên là được rồi, tôi là chuyên gia cuộc sống mà. Đâu có giống như anh, gà mờ trong cuộc sống. Phải tìm cái mắt áo hông khô cho anh. Vậy là xong rồi đó. Nè, vẫn nên để tôi tự sửa đi. Anh biết sửa điện thoại sao? Trong tay tôi chưa từng có máy móc nào bị hư. Vậy mà anh không nói sớm. Hình như có ai đó lên núi. Chắc là chị tôi đó. Chị của anh. Người gọi điện là chị ấy. Vậy tôi phải trốn ngay thôi. Ủa? Nè, chị tôi tới thăm cô căng thẳng gì chứ? Lần trước chị anh thấy chúng ta kiểu đó, lần này lại thấy tôi mặc đồ của anh, chị ấy sẽ hiểu lầm. Tôi phải tìm chỗ trốn ngay. Tô Mộ, sao chị lại tới đây? Chị tới thăm em. Chà, môi trường ở đây cũng được đó. Non xanh nước biếc. Hay là chị dọn tới đây ở chung với em? Thế nào? Không chào đón sao? Được thôi, chị đến đi. Chọc em thôi, chị không có nhàn hạ như em đâu. Công ty có một đống việc đang đợi chị. Phong cách trang trí ở đây của em cũng hường phấn quá hả? Không giống phong cách của em. À, là Vương Diệm Diệt làm đó. À, vậy thì chị hiểu rồi. Cậu ấy rất thiếu nữ. Đúng rồi, điện thoại của em bị gì vậy, gọi không được? Bị vào nước rồi. Vậy chị mua cái khác cho em nha. Chị nói này, không lẽ em xem cẩm nang cuộc sống gì đó, bỏ điện thoại vào trong gạo? Em không có nhàm chán như vậy. Được rồi, mua cho em rồi đó. Tiến triển thế nào rồi? Tiến sĩ Cao từng đến rồi, chắc là không có vấn đề. Vậy thì tốt, đừng có tạo áp lực cho bản thân quá, từ từ thôi. Chuyện lần này may mà có Huệ Tử giúp đỡ. Nếu như không có cô ấy, chúng ta còn phải bồi thường cho Lưu Thái gấp mấy lần tiền vi phạm hợp đồng luôn. Nơi này của em cái gì cũng tốt, chỉ là quá nóng thôi. Em đừng có ăn nhiều kem như vậy nữa, chị sợ em sẽ phụ thuộc vào nó đó. Sau này chắc em không cần nữa. Đúng rồi, cô gái đó còn tới làm kem cho em không? Vẫn tới. Cô gái đó nhìn rất dễ thương, hiểu chuyện lại chu đáo nữa. Tuy rằng nhìn có chút ngờ nghệch, nhưng mà nhìn cách cô ấy giải quyết vấn đề thì là một cô gái rất có chính kiến. Phải không? Em đó, từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là con gái. Trước đây khi ở bên Huệ Tử, em cũng chọc giận người ta nhiều lắm đó. Có sao? Đương nhiên là em nghĩ không có rồi. Người ta thích em lâu như vậy, em cũng không phản ứng, đương nhiên người ta sẽ tức giận. Cho nên, sau này những chuyện như vậy, em vẫn nên chủ động một chút. À đúng rồi, em có quan hệ gì với cô gái đó vậy?
Là quan hệ làm kem đó. Chỉ vậy thôi à, không có gì khác sao? Có. Là gì? Là mối quan hệ cô ấy ở đối diện em ở đối diện cô ấy. Chị biết cô ấy ở đối diện em. Bỏ đi, hôm khác chị sẽ tự đi hỏi cô ấy. Chị giúp em đi hỏi cô ấy. Chị sẽ hỏi cô ấy tại sao đồng ý làm kem cho em ăn. Bây giờ chị hỏi được rồi đó. Hả? Chị chọc em đó. Chị đây là lo lắng em không biết hòa hợp với con gái, sợ em không biết gì cả. Có chuyện gì nhất định phải nói rõ với con gái nhà người ta, đừng để người ta hiểu lầm. Em biết rồi. Em coi em kìa, ăn kem trôi mà cũng để dính lên người. Cẩn thận một chút. Lần này chị đến là để xem thử gần đây em thế nào, xem ra cũng được đó. Vậy chị đi trước nha, em tiễn chị. Con người của em, sao cứ đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt vậy? Lại không biết chăm sóc con gái. Em nên đọc nhiều sách một chút đi, về hướng dẫn tình cảm hoặc là sách kiểu ngọt ngào chiều chuộng. Đừng có suốt ngày ở trong phòng vùi đầu làm việc, có biết chưa? Áo của ai vậy? Kích cỡ này sao giống của con gái vậy? Được rồi, xem như vừa nãy chị chưa nói gì cả. Chị đi ạ. Nè, vừa nãy sao tự nhiên anh hôn tôi vậy hả? Ai bảo cô giành kem của tôi? Không phải là anh không cần nữa sao? Còn ăn gì nữa chứ? Tôi chỉ nói là không cần nó để giải tỏa áp lực cho tôi, chứ không nói là tôi không ăn nữa. Con người này, lúc trước một chữ cũng không nói, bây giờ nói không ngừng. Vậy là tại tôi rồi. Cô xem, cô làm bẩn áo của tôi rồi. Áo của tôi không phải cũng bẩn sao? Thế nào, anh còn muốn tôi giặt áo cho anh nữa hả? Đúng vậy. Không được, tôi không giặt cho anh đâu. Nè, anh mặc vào đi. Anh đừng có cởi mặc, không giặt cho anh đâu. Làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì chứ? Tôi là đang giúp anh ấy cởi áo ra rồi mang đi giặt. À, tôi còn tưởng là... Anh tưởng cái gì? Tôi tưởng rằng cô muốn giặt áo đó. Ngồi đi. Cậu tới có chuyện gì? Tôi đến có chuyện gì chứ, tìm cậu thôi. Nè, vừa nãy tôi gặp phải chị cậu. Chị ấy nói với tôi là cậu sống một mình ở đây. Bộ chị ấy không thấy cô ấy sao? Cô ấy trốn. Trốn? Sao phải trốn chứ? Sao tôi biết được tại sao phải trốn? Hai người lén lút bao lâu rồi? Ai lén lút chứ? Cô ấy sợ chị tôi hiểu lầm. Vậy tại sao không sợ tôi hiểu lầm chứ? Có phải sau này tôi đến đây phải mang đến hai phần không? Đúng vậy, không cần. Vậy có phải lần sau tôi đến phải gọi điện trước? Đúng vậy, không cần. Rốt cuộc trong hai người phải nghe ai đây? Anh ấy, cô ấy. Ôi, sao cái giường đổi thành giường đôi rồi? Tôi phát hiện những ngày tôi không đến, nơi này thay đổi nhiều quá. Nè, vừa nãy cô trốn ở trên giường hay là dưới gầm giường vậy? Tránh qua một bên. Tô Mộ này, gần đây cậu thay đổi nhiều lắm đó. Không phải là cậu nên thích kiểu người như Huệ Tử sao? Dịu dàng, tri thức, đoan trang, có chút cảm giác muốn được che chở. Đúng vậy. Cô ấy là như vậy mà.
cậu bị mù khi nào vậy? Mặc kệ tôi. Rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Một là tôi muốn tới xem cậu thế nào, hai là muốn giới thiệu một người bạn cho cậu làm quen. Cậu biết tôi không thích kết bạn mà. Người này không phải vậy, người này là anh em của tôi, người mà lần trước giúp tôi đánh Lưu Thái đó. Tôi muốn giới thiệu cho hai người làm quen. Tôi không đi. Cậu yên tâm đi, Lý Địch không giống như vậy. Anh nói ai? Liên quan gì tới cô? Tôi hỏi người lúc nãy anh nói tên là gì. Lý Địch. Tôi quen biết cậu ấy, hai chúng tôi rất thân đó. Sao người nào cũng là bạn cô vậy? Thiệt đó, có phải là cậu ấy lái mô tô không? Lái mô tô là bạn cô sao? Có phải trong cậu ấy cao cao, đẹp trai, rất thích cười không? Còn thích chơi thể thao, thích bóng chày, có đúng không? Vậy... Vậy cái gì mà vậy chứ? Đi thôi. Không phải cậu nói không muốn đi sao? Ai nói tôi không đi? Hiểu rồi. Phong cảnh ở đây cũng được đó. Mỗi ngày hai người ở đây chắc là vui lắm nhỉ. Vừa nãy anh đã khóa cửa chưa? Không phải cô ra sao sao? Cô không khóa à? Tôi quên rồi. Cô bị ngốc sao? Anh mới ngốc đó. Tôi thông minh lắm à. Trẻ con. Anh mới trẻ con, anh trẻ con nhất đó. Vừa nãy anh còn vẽ tôi thành con mèo đó. Lý Địch. Đích Đích. Là cậu thật sao? Tôi còn tưởng rằng cùng tên nữa chứ. Sao chị ở đây? Tới chung với họ đó. Tôi nói mà, lái mô tô còn cùng tên nữa, lại thích lo chuyện bao đồng, không phải cậu thì là ai chứ? Chị quen với anh Diệt sao? Được rồi, được rồi, để tôi giới thiệu. Đây là Tô Mộ, người anh em rất tốt của tôi, cũng là đồng nghiệp của tôi. Đây là Lý Địch, anh em của tôi, rất nghĩa khí. Người này, hai người biết nhau. Hai người làm sao biết nhau vậy? Không phải oan gia thì không gặp nhau. Không đánh không quen biết. Xem ra hai người cũng có nhiều chuyện quá ha. Vậy hai người sao biết nhau vậy? Hai người họ sống chung. Sống chung? Cái gì chứ? Là hàng xóm ở chung một khu nhà thôi. Sao trước đây chị chưa từng nói với tôi vậy? Hàng xóm gì như vậy sao tôi có thể kể hết được? Cậu cũng đâu có hỏi tôi. Cũng phải, cũng phải. Hàng xóm tốt của chị cũng là hàng xóm tốt của tôi. Gọi món thôi, phải không? Gọi món. Ok. Tôi đã giúp chị xem xong rồi. Xem đi. Chúng ta gọi một phần tôm hùm đất cây, dồi trường xào lăn, đầu cá nấu canh, còn có súp lơ xanh xào. Đều là món chị thích. Gọi thêm món gà xé, món cậu thích. Gà xé. Được. Cho chị xem cái này. Lấy món này. Ôi trời, cậu giành được rồi hả? Đúng vậy, vé vào cửa cuộc họp fans của Clayton mà chị thích nhất. Ngày mai cùng đi nha. Quyết định về đi, sao cậu không nói sớm với tôi? Muốn tạo bất ngờ cho chị mà. Ai mà biết hôm nay gặp được chị chứ. Hai người thân với nhau quá ha. Đương nhiên rồi. Vậy được, không phí công cậu đánh Lưu Thái. Hả? Lúc công ty chúng tôi tổ chức tiệc, anh ta chính là người ức hiếp Điền Điềm đó. Tô Mộ vì chuyện này mà kết thù với anh ta. Anh ta là người ức hiếp Đích Đích à? Chính là anh ta. Tay này của cậu là do đánh nhau sao? Vậy mà cậu nói với tôi cậu bị ngã. Sau này cậu đừng có so đo với người đó nữa. Đỡ hơn chưa? Không sao. Tôi thật sự không nhịn được cảnh họ nhiều người như vậy mà ức hiếp một mình anh Diệt. Đúng rồi, không phải hai người là hàng xóm sao? Sao lại tới bữa tiệc của công ty họ vậy? Chúng tôi không chỉ là hàng xóm. Vậy hai người là quan hệ gì? Là đối tác kinh doanh. Nhà chị cung cấp cho họ kem và điểm tâm. Đúng rồi, Tô Mộ đặc biệt căn dặn tôi tìm đến họ, cho nên mới hợp tác với nhau. Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Đúng rồi,
Đội bóng giày của chúng ta có một cô gái mới đến. Hay lát nữa chúng ta đi đánh bóng đi. Được, đúng lúc, đã lâu rồi không có đi. Lên món rồi, vừa ăn vừa nói đi ha. Được. Sao đây, chúng ta đi tăng 2 đi. Bỏ đi, lát nữa tôi và Đích Đích còn phải đi đánh bóng nữa. Đúng rồi, lần trước không phải anh nói muốn đi đánh bóng với tôi sao? Đi cùng đi, được thôi. Tôn Mộ đi không? Không đi. Đi đi, đội bóng giày của tôi giỏi lắm. Anh chưa xem tôi đánh bóng mà, tôi đánh vài gậy cho anh xem. Con gái đánh bóng có gì mà xem chứ. Đi đi, anh không đi thì tôi không giúp anh chuyện đó nữa đâu. Chuyện gì? Không liên quan tới cậu, có được không? Được. Vậy được, tôi gọi xe. Chúng ta uống rượu cả rồi, không cần đâu, gần lắm. Đạp xe đạp đi là được rồi. Được, đi. Đi thôi. Còn bao xa nữa? Khoảng 10 phút. Vậy chúng ta thi, xe mai tới trước đi. Cần phải thi sao? Đương nhiên là tôi rồi. Chưa chắc đâu nha. Tô Mộ rất thích xe đạp, ở văn phòng cũng đạp nữa. Vậy chúng ta thi đi. Thi gì mà thi, trẻ con không chứ. Được, thi đi. 3, trẻ con. 2, 1. Mấy người đi chậm thôi. Không phải là anh đi nhanh lắm sao? Tôi không muốn đạp nhanh. Tôi đã nói là tôi tới nhất mà. Cậu giỏi. Hai người họ đâu? Không phải đó sao? Có phải là tôi ngốc không?